Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần thứ 3 của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và giải trí. Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết Nguyễn Văn Nên chuẩn bị làm bí thư thành ủy Sài Gòn thay cho Nguyễn Thiện Nhân. Đúng như tin đồn lan truyền từ một tuần lễ trước, hôm 11 tháng 10, các báo nhà nước chính thức xác nhận chuyện ông Nguyễn Văn Nên, chánh văn phòng Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam điều động để các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Sài Gòn bầu làm bí thư thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Như vậy, với việc chỉ định này, ông Nên được ghi nhận là người thứ ba trong vòng 4 năm từ địa phương khác được cử về làm người đứng đầu thành ủy Sài Gòn. Trước đó là ông Đinh La Thăng, ngồi ghế này hồi tháng 2 năm 2016 và nay đang thọ án 30 năm tù sau hai phiên tòa. Người còn lại là ông Nguyễn Thiện Nhân, được suy đoán là sẽ ra Hà Nội làm tiểu ban đại hội thứ 13. Nhận xét về điều này, họa sĩ Đỗ Duy Ngọc, một cư dân của Sài Gòn, viết trên mạng xã hội rằng ông Nhân còn mắc nợ hai lời hứa với Sài Gòn. Một là vụ hứa giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trong năm 2019. Hai là phát biểu rằng đến năm 2045, thu nhập bình quân đầu người của người dân Sài Gòn là 40.000. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam cử quyền bộ trưởng Y tế dự lễ ở Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 10, một bản tin trên trang Facebook của Thông tấn xã Việt Nam cho biết Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa cử ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế, đại diện để tham dự buổi lễ đánh dấu 25 năm ban giao Việt-Mỹ do Tại đại sứ Hoa Kỳ tổ chức. Sự hiện diện của ông Long tại sự kiện ngoại giao vừa nêu trên bất thường ở chỗ nếu ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam bận việc không tham dự được, thì còn có đến 6 thứ trưởng của bộ này có thể đi thay. 6 thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam hiện tại là các ông Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Đặng Minh Khôi, Nguyễn Quốc Dũng, Tô Anh Dũng và Nguyễn Minh Vũ. Trong khi đó, ông Long hiện vẫn đang trong diện chờ Quốc hội Cộng sản Việt Nam nhóm họp vào tháng 11 để được bầu vào vị trí bộ trưởng mà ông đã làm trên thực tế từ vài tháng qua. Kính thưa quý vị, chiến hạm và tàu ngầm của Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh. Ba chiến hạm Nhật Bản ghé cảng quốc tế Cam Ranh để lấy thêm tiếp liệu sau khi tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông. Hãng tin Reuters cho biết, nhóm ba chiến hạm của Nhật Bản gồm mẫu hạm trực thăng JS Kaga, khu trục hạm Ikatsuchi và tàu ngầm Soryu đã đến cảng quốc tế Cam Ranh lấy thêm tiếp liệu sau cuộc tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông. Các hình ảnh được phổ biến trên trang Twitter của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa ra 3 tấm hình về cuộc tập trận vừa kể, không kèm theo nhiều lời chú thích. Mục đích của cuộc tập trận nói trên, lực lượng phòng vệ Nhật Bản chỉ nói nhằm cải tiến khả năng chiến thuật mà không cho biết diễn ra tại khu vực nào trên Biển Đông. Khi ba chiến hạm của Nhật tập trận thì khu trục hạm của Hoa Kỳ USS John McCain đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa, khẳng định quyền tự do hải hành ở vùng biển Hoa Kỳ không công nhận thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết một ông cụ lao xe vào bàn ăn ngoài nhà hàng Việt, 8 người bị thương. Một tai nạn đã xảy ra trong khu phố có đông cửa tiệm Việt Nam tại thành phố San Jose, Bắc California vào trưa Chủ nhật vừa qua. Một chiếc xe thuộc loại mạnh SUV đã lao vào những bàn ăn được đặt bên ngoài một nhà hàng tại khu thương xá Grand Century Plaza, gây thương tích cho ít nhất là 8 người. Theo tin của đài truyền hình NBC Bay Area, 8 nạn nhân gồm có 3 nữ và 5 người là nam giới. Họ bị xe tông trong lúc đang ngồi ở các bàn ăn vào khoảng 12:30 trưa tại Dynasty Chinese Seafood nằm ở số 1001 đường Story Road gần với đường McLaughlin Avenue. Vì dịch COVID-19, nhà hàng đã bày các bàn ghế trong bãi đậu xe được căng lều. Tài xế lấy chiếc Toyota 4Runner đời 2004 là một người đàn ông 69 tuổi. Cảnh sát cho biết tài xế đã gây tai nạn trong lúc tìm cách để đầu chiếc xe. Ông đã có vấn đề về sức khỏe vào lúc bấy giờ. Tin cho biết là 8 nạn nhân đã được chở đến các bệnh viện địa phương. Hai người trong số này đã bị thương rất nặng, có thể đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát cho biết,
Những người còn lại bị thương từ nhẹ cho tới trung bình. Tài xế của chiếc SUV cũng được đưa vào nhà thương với thương tích nhẹ. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy tài xế có thể đã bị một chứng bệnh khiến cho ông mất kiểm soát. Sở cảnh sát San Jose viết trên Twitter, những dấu hiệu cho thấy người đàn ông lớn tuổi này có thể đã bị một trường hợp bệnh tình trước khi xảy ra sự va chạm. Kính thưa quý vị, số người vào phòng ICU tại nước Ý cao nhất kể từ tháng 3. Số người vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU tại Ý vào ngày Chủ nhật 11 tháng 10 đã gia tăng lên mức kỷ lục, cao nhất kể từ ngày 31 tây tháng 3, tức là thời điểm bùng phát đại dịch coronavirus. Nhìn chung trên toàn quốc hiện nay có đến 420 người cần tới thiết bị hỗ trợ như máy thở trong phòng ICU. 30 người trong số này vừa mới nhập viện vào ngày Chủ nhật. Trước đây, nước Ý từng được mệnh danh là một trong những quốc gia Âu Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Tuy nhiên, xu hướng này đang chuyển sang Pháp và Tây Ban Nha. Từ tháng 3 cho đến nay, tại Ý đã có 355.000 người xét nghiệm dương tính và hơn 36.000 người được cho là đã tử vong. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết nữ tài tử Gal Gadot gây tranh cãi khi đóng nữ hoàng Cleopatra. Nhiều khán giả cho rằng hãng Paramount nên tìm một diễn viên da màu đóng vai nữ hoàng Cleopatra thay cho nữ tài tử Gal Gadot. Ngày 12 tháng 10, Gal Gadot tiết lộ trên Twitter là cô đã đồng ý nhận vai chính trong phim về thời kỳ Ai Cập cổ đại. Hoa hậu người Israel viết trên trang cá nhân rằng cô yêu sự hào hứng trước mỗi dự án phim mới. Cleopatra là nhân vật mà cô muốn đóng từ lâu. Theo LA Times, thông tin gây ra tranh cãi trong cộng đồng khán giả. Nhiều người cho rằng vai Cleopatra nên được trao cho một diễn viên da màu vì nhân vật là người gốc châu Phi. Trong quá khứ có nhiều nữ diễn viên da trắng như Claudette Colbert, Vivien Leigh hay là Elizabeth Taylor từng hóa thân để trở thành Cleopatra. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả sức khỏe luôn luôn tràn đầy. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với một số tin mới nhất. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.